hết. Anh bình thường cho em á. Tỷ cô. Ông khách mẹ Hà Nội mới vô nên chưa rành. Đổi gì nhỏ khác, bốc lửa nữa nghe. Em đang ngoan gọi chủ tiên. Đi cô. Xin lỗi anh. Chờ chút xíu nha. Có cú phone gọi cho nhỏ đó. Em đã kêu đào khách cái mai rồi. Có vẽ chuyện quá. Tôi không hợp chỗ này. Bỏ chơi một lát nữa. Rồi tao về. Ê ấy, về sớm sao được anh. Sếp đã giao nhiệm vụ. Em phải lo cho anh thật đầy đủ. Ăn ở đi lại, vui chơi thoải mái. Đại loại là từ A đến Z luôn. Dạ, em xin phép ngồi đi chuyện với anh. Có đã đó ta. Nè, không phải chỉ ngồi chơi suông đâu. Anh sếp của anh đó. Biết rồi. Phải chịu ông hết cả lên. Rót thêm rượu anh uống nữa nha. Ê, tụi anh chơi dài dài mà. Không chừng qua đêm nữa kìa. Bụng tụi anh đứt bóng hả? Không dám đâu. Mình nhảy bản nhạc này đi anh. Ê, anh kén chọn dữ lắm đó nha. Đuổi hai ba đứa liền rồi. Tính sao thì tính. Cái con nhỏ này nói kỳ quá. Nhà tao hiền khô đây nè. Giữ đâu mà giữ. Em nói vậy có trúng không anh? Anh ở Hà Nội mới vô đã đi chơi Sài Gòn được nhiều chưa anh? Ấy chết, em xin lỗi, để em đền, để em. Không sao, để cô tự làm lấy. Ngoài Bắc kỳ này lạnh lắm hả anh? Cũng hơi rét. Ngoài đó thì rét, còn trong này thì nóng. Chỉ khổ những người phải ra đồng cày cấy. Như ngoại em đó, già rồi lại hay bệnh tật nữa, thế mà vẫn phải quanh năm làm lụng ngoài miệt vườn. Ba má em bỏ nhau nên em phải sống với ngoại. Em thương ngoại em lắm, muốn về thăm mà chưa đủ tiền mua thuốc. Tân dược kỳ này mắc quá anh ạ. Quê em ở đâu? Dạ, em ở miền Tây anh ạ. Thế mà tôi lại thấy em có pha giọng Bắc. À, anh tin ghê cơ. Má em người Bắc mà anh. Trước kia tôi đã từng chiến đấu ở miền Tây. Người dân vùng đó không nói giọng như em. Em từ Bắc vào đây làm ăn phải không? Anh cái gì cũng rành hết. Trai Hà Nội giỏi ghê. Đưa tay em xem nào. Em biết bói đó. Sao tay anh lạnh quá vậy? Em sửa cho nha. Không, không cần. Mấy anh là thủ trưởng, ai cũng uống rượu quá trời, vậy mà vẫn tỉnh khô à. Em quê Thanh Hóa phải không? Em đã nói rồi, má em người Bắc mà. Sao hỏi dữ vậy? Thẩm tra lý lịch hả? Kìa, không, không có chuyện gì đâu. Có lẽ tại Tại tôi uống hơi nhiều. Hương, nói này. Mày có chắc không? Đảm bảo 100%. Thề nhá. Thề. Con nhỏ đó hứa mai sẽ tặng cho em một thỏi son Mỹ. Em dùng màu mỡ chín có hợp không anh? Em. Cháu là Nụ. Lê Thị Nụ đúng không? Trời, hỏi gì kỳ vậy? Tôi hỏi để nhớ lại một kỷ niệm. Bởi vì
Hồi chiến tranh, tôi đã từng đóng quân gần quê cháu. Đồng chí Quang, trên đang đứa. Báo cáo thủ trưởng, gậy của em gãy rồi à? Tôi đã nói hàng trăm lần rồi, ráp trận mà chuẩn bị không tốt thì kêu chi thất bại. Toàn đơn vị nghỉ tại chỗ. Chiến trường đang thắng lợi giòn giá, ít lâu nữa sẽ đến lượt đơn vị ta vào góc lửa. Chỉ những người lính rèn luyện thật tốt mới có thể vượt được Trường Sơn. Ngày mai các tiểu đội cho anh em mỗi người đeo thêm 2 kg, tổng cộng là 28 kg, không kể khí tài. Vợ tớ ở Hà Nội vớ được cành bồ kết như thế này thì sướng phải biết. Cất ngay đường tướng, kẻo chúng nó lại chụp mũ là tiểu tư sản đấy. Em còn có mỗi cái khăn này, cô bạn cùng lớp tặng trước khi nhập ngũ, có thêu cả chữ đây này. Lính Hà Nội như tớ với cậu ở đây nhiều thằng không ưa đâu, hiểu chưa? Giấu đi, bê trưởng đến đấy. Bị tiếp tục hành quân. Đồng chí tiến quản ca môi nhỉ? Có tội. Toàn đơn vị chú ý. Hưng Đông đã hưng sang, 2, 3. Đông đã hưng sang, núi non xanh ngàn trùng xa, tổ quốc bao la hiền hòa, tươi thắm bóng cờ vươn bay trên cao, muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lời ca trong sông lúa, lấp lánh sao bay trên quân kỳ. Nghe rung núi đồi từng bước ta đi, nhờ mai trên công ngàn năm xưa, nhìn cờ hồng bay rực rỡ. Anh có chắc không? Đừng có tàu gác, nghe lòng các thủ trưởng hội ý. Bao giờ đi? Chưa cụ thể, nhưng sắp rồi. 3 hôm nữa nhận quân trang quân dụng mới. Không cho về tranh thủ chào gia đình à? Không, tất nhiên là không. Tất cả chú ý, có chiến lợi phẩm mới đây. Tất cả nghe đây, rất lãng mạn, rất tình tứ. Kỳ vật của người em thấy phương xa. Tính lại ông con ở mũi này à? Theo bằng chỉ đỏ hẳn hoi, Hà Nội mùa hoa sữa. Ôi, thơm mùi sữa tươi của người em gái thủ đô. Của tao đây. Đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Đưa khăn đây. Không đưa đấy. Muốn sống thì đưa khăn đây. Tao thách bên em từ thằng khác đấy. Tao mà sợ, tao nhặt được nên nó là của tao. Của tao này. Quang, Quang, đừng có sạc. Đưa Quang cái đấy. Quang đấm vào mặt tao. Dây với nó làm gì? Đưa tao xem nào. Tao cho mày nợ, vào chiến trường tao đòi. Không cho chúng nó thoát. Không cho chúng nó thoát. Không cho chúng nó thoát. Nó không nói đùa đâu. Không cho chúng nó thoát. Chúng bay vào sẽ... Báo động có một. Tính quân báo cho biết, ngày mai có khả năng địch ném bom trạm quân y 298. Những đồng chí có tên sau đây lên xe giúp trạm chuyển địa điểm. Nguyễn Văn Sỏi. Có.
Lê Phúc Hải. Có tôi. Trình Ngọc Quang. Có. Thiết bị y tế và thương binh nặng còn rất nhiều. Đề nghị các đồng chí ưu tiên cho thương binh nặng. Nhanh tay lên chờ. Đề nghị các đồng chí khẩn trương lên cho. Nhanh tay lên chờ, sắp sáng đến nơi rồi. Có anh thương binh ở làng số 4 sốt rất cao, tay phải bị hại thương. Đưa vào phòng mổ, tôi sang chuẩn bị ngay bây giờ. Đồng chí, theo tôi. Các đồng chí, chờ tạm ngoài này. Trong ấy, ác liệt lắm phải không ạ? Hỏi vớ vẩn, đánh nhau mà không ác liệt, gọi gì là đánh nhau? Cậu mở băng rằng xem, nặng biết. Em nghe bác sĩ bảo, tay anh phải cắt. Thế còn làm mày chán. Ôi thằng chưa kịp biết mùi đàn bà con gái mà đã... Bọc! Sợ mày đái ra con rồi hả? Ra ngoài này còn phải chắc số ông thế là còn may đấy. Anh đi giải quyết hộ em. Cái gì thế? Tay của đồng chí ấy. Sao lại tôi? Nhưng giải quyết ở đâu? Trạm chuyển đi rồi, ở đâu thì tùy anh. Chú phải sợ à? Cũng hơi hơi. Nhưng rồi chắc em sẽ quen thôi. Muốn gì tự phải chôn xong cái tay đã, rồi tính sau. Đi. Thế nào? Anh bảo sao cơ? Thế này đã ăn thua gì? Bà đến trong kia còn cớm hơn nhiều. Hôm nay mình chôn chúng nó, mai kia khi mình chết không biết thằng nào chôn mình. Có phải anh nói là chẳng có định biết gì sắt, phải tự lo cho mạng sống mình thôi. Quang, cậu chuẩn bị tới chứ? Vài hôm thôi. Mấy thiên à, cơ hội ngàn năm có một. Anh cứ làm như ai vào chiến trường cũng chết cả ấy. Mày không muốn chuột thì thôi, nhưng mà cái thằng Tiến quản ca, nó bị mày đấm vỡ mồm, nó sẽ không quên đâu. Phong phong chứ không trường sơn, hai đứa ở hai đầu xa thầm. Đường ra trận mùa này đẹp lắm, trường sơn đông nhớ trường sơn tây. Ngày đầu sẽ chỉ chạy đến Hà Tĩnh, rồi bắt đầu phải hành quân bộ. Đã vào trong ấy rồi thì đi bộ hay xe cũng thế thôi. Dạ không, run lắm rồi hả? Giờ thì muộn quá rồi. Còn em thương anh. Quang, của mày đây này. Cảm ơn đã cho ta mượn tạm mấy ngày. Khăn biết bay. Thank you.
Đi đâu? Mày đi đâu đây để chết à? Tàu đấy. Để nghe đã. Đúng rồi, tàu ra Bắc. Nhanh lên. Quân ý cứ dùng rằng không chịu quyết định. Đại anh thì có. Đường gần không đi, lại chọn đường xa. Đã ra được đến ga thì kiểu gì cũng về tới nhà. Giờ sáng rồi, chắc không còn chuyến tàu nào nữa đâu. Đi tìm chỗ nào trốn tạm chờ đến đêm vậy. Anh cười gì thế? Đêm nay lên tàu, sáng mai là về đến nhà. Cậu đoán xem, ai sẽ là người ra mở cửa đón cậu? Gia đình em đi sơ tán cả rồi. May ra còn ông anh làm ở nhà máy điện Yên Phụ. Còn anh? Đương nhiên là vợ con tớ. Cả hai sẽ chạy ào ra. Thật những tên của mình sẽ hét lên: bố về, bố về, bố về, bố về. Còn vợ mình thì sẽ vừa cười vừa khóc. Cô ấy là người giàu tình cảm. Mỗi lần nhận được thư của tớ là cô ấy dở bản đồ ra xem để biết hai vợ chồng đang ở cách nhau bao xa. Mà đo bằng cái gì cậu có biết không? Bằng tóc. Cô ấy nhổ một sợi tóc đặt lượn theo những tuyến đường từ Hà Nội xuôi dần về phía nam. Tóc vợ tớ cực dài, mượt. Anh xứng thật đấy. Giờ mà có ngụm nước máy thì tuyệt. Ở đằng kia kìa. Tên Lê Phúc Hải. Đơn vị A2B1 C4, D17. Còn một cậu nữa, chính mắt tôi trông thấy. Rồi thế nào chúng tôi cũng tóm được. Hắn của cha đằng trời. Thank you.
Chú bộ đội ơi. Chú ơi, chú sao thế? Chú chết à? Chú bị rơi sắn rồi. Chú nhai đi, tanh lắm. Chú nôn ra là khỏi ngay, mẹ cháu bảo thế. Nước cháu lấy ở hố bom đằng kia. Sạch đấy, mọi khi đi chăn trâu bọn cháu vẫn uống. Lúc nãy đang bắt cua, cháu trông thấy chú bò từ xa, rồi cháu trông thấy chú bị ngã xuống. Cháu cứ tưởng chú chết, cháu sợ quá. Chết thế nào được? Thực ra chú chỉ hơi mệt thôi, chú bị say nắng. Không phải đâu, chú bị say sắn đấy. Sao chú lại phải ăn sắn sống? Sao chú đi có một mình? Chú là bộ đội sao không đội mũ? Mũ của chú đâu hả chú? Chú đi từ đêm nên quên đội mũ. Cháu hỏi làm gì? Chưa rồi, cháu không đói à? Về nhà ăn cơm đi. Thế chú ăn gì? Chú á? Chú vẫn còn hơi mệt, chú chưa muốn ăn. Mẹ cháu bảo nôn xong thì đói lắm, nhưng chú không được ăn sắn sống nữa. Ở trên đồi thì thiếu gì thức ăn. Đây này, hoa táng lang này cũng ăn được. Chú thử mà xem. Không chết đâu, trẻ trâu bọn cháu đứa nào cũng ăn. Chú ốm à? Để cháu về làng gọi người lớn cho khi... Ê, không được! Chú phải đi ngay. Làng cháu ở ngay đây lại. Mà. Chú bảo đã. Chú đã nói không được là không được. Đáng ra chú phải cảm ơn cháu, vì cháu đã cứu sống chú. Tên cháu là gì? Nụ. Gì nụ? Lê Thị Nụ. Chú là Quang. Cháu vẫn giận chú phải không? Nụ này, chú không thể trả lời được các câu hỏi của cháu. Tại sao cháu biết không? Vì chú đang làm một nhiệm vụ rất quan trọng, rất bí mật quân sự. Đúng rồi, cháu đoán ngay từ đầu, chú chính là trinh sát đặc công, giống hệt bố cháu. Chú bò từ chỗ này sang chỗ khác, khéo ơi là khéo. Cháu thông minh lắm. Nhưng ở đây toàn người mình, sao chú cứ phải trốn vào chỗ bụi cây? Thế mới là bí mật chứ. Nếu làm nhiệm vụ mà chú cứ đi lại như người bình thường thì ai chẳng trông thấy. Tức là không còn bí mật nữa, tức là bị lộ và chú sẽ bị thi hành kỷ luật. Cháu rõ chưa? Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình. Chú sẽ ở bụi cây này, còn cháu có nhiệm vụ về nhà ăn cơm. Đi ngay đi. Vâng ạ. À khoan đã, chú nhắc lại, tuyệt đối không được nói chuyện với ai về chú. Rõ chưa? Rõ ạ. Cháu có hứa không? Cháu xin hứa. Không được, phải ngón này cơ. Ngón cái.
cái nữa. Lại lần nữa nhá. Đi đâu bây giờ mới về Hà Nội? Gặp... À, con gặp cô Bích nhà ga. Mày ra ga làm chi? Nơi đó trọng điểm, bom đạn nó ném bất tử. Nhưng ngoài đồng khô cong, lấy đâu ra cua mà bắt? Con phải ra ga, vì ở đó có nhiều hố bom, có nước, con cua nằm sống rồi chứ. Rửa tay rồi ăn cơm đi, mẹ ăn. Tranh thủ sửa lại cái hầm, bố mày làm tôi nhấp ngũ, một ca rồi. Bom đấy chỉ thổi một cái là xong. Bao nhiêu đàn ông đàn an đi cả. Chi cũng lên tay đàn bà con gái. Lại uống. Mi làm chi cả buổi mà được có bao nhiêu cua? Nắng thế này đến người còn phải chui bụi cây là con cua. Xem người đó yếu hay khỏe đã. Cho con hỏi chuyện đó làm chi? Thôi nhanh lên, làm việc gì cũng như xem bò ấy. Trường đâu? Sao đi sớm thế? Con sang nhà cái thơ bọc nhóm rồi đến lớp luôn. Cháu biết ngay là chú đói. Ngon quá. Cháu lấy khoai đâu thế? Của nhà cháu, tự tay cháu nướng đấy. Cháu kể cho mẹ nghe hết về chú rồi phải không? Cháu biết không, có những việc chỉ người lớn biết với nhau, trẻ con không được tò mò. Nhưng có những chuyện lại là bí mật riêng của trẻ con, người lớn cũng không nên biết. Nhiệm vụ của chú là bí mật quân sự, chú chỉ nói riêng với cháu thôi. Vì bây giờ chú coi cháu là đồng đội của chú. Thế nhiệm vụ bí mật của chú là chỉ nằm ở đây thôi hả chú Quang? Sao lại chỉ nằm? Thỉnh thoảng chú cũng ngồi dậy đấy chứ. Thế chú cứ ở mãi trên đồi thế này à? Mãi thế nào được,
chỉ đến tối thôi, rồi chú sẽ ra ga. À, cháu biết rồi, ra ga để đi tàu hỏa. Ờ, chính thế đấy. Nhiệm vụ của chú là bí mật nằm ở đây. Chờ đến tối chú sẽ lên tàu, đi B, tức là vào Nam để chiến đấu. Cháu biết miền Nam ở đâu rồi. Đằng kia kìa, hồi của cháu đi chiến tranh, mẹ cháu cho cả cháu ra ga. Tàu hỏa chở của cháu đi về phía đằng ấy. Bố cháu vẫn tập hoạt đi xa mãi, mẹ cháu thì khóc, còn cháu thì không khóc. Cháu dũng cảm đấy. Mẹ cháu bảo thế là không biết thương bố. Ấy là vì hồi đó cháu còn bé. Nếu bây giờ bố cháu lên tàu đi miền Nam thì thế nào cháu cũng khóc. Khóc để tiễn đưa những người thân ra mặt trận thì không có gì là xấu cả. Bởi vì những người ra đi có khi không... Vì ở ngoài mặt trận ác liệt và gian khổ lắm. Nhưng bố cháu không sợ đâu. Đi hôm lên tàu, bố cháu toàn cười thôi. Thế à? Vậy thì bố cháu là một người lính rất can dạ. Nhưng bố cháu lười lắm. Sao cháu lại nói thế? Đấy là mẹ cháu bảo. Vì bố cháu không chịu viết thư về nhà. Chắc là bố cháu bận đánh nhau, cũng như chú thôi. Đến sau tháng nay chú cũng chưa viết thư về nhà. Nếu chú không viết thư thì con chú nhớ chú lắm. Sao chú lại cười? Hay chú không có con? Nếu mà chú không có con thì không ai nhớ chú cả. Không có ai vẫy tay chào chú ở ga. Quang này, đêm nay lên tàu, sáng mai là về đến nhà. Cậu thử đoán xem ai sẽ là người ra mở cửa đón cậu? Chú Quang, chú buồn thì không có con phải không? Có chứ, chú cũng có con chứ. Nếu bây giờ chú về nhà, vợ và con chú sẽ ào ra đón. Bố về. Thằng nhím kẹp nhà chú sẽ reo lên, bố về. Còn vợ chú sẽ vừa cười vừa khóc. Cô ấy giàu tình cảm lắm. Mỗi lần nhận được thư chú, cô ấy lại giở bản đồ ra đo xem chú đang ở cách xa nhà bao nhiêu cây số. Bản đồ là gì hả chú? Bản đồ à? Là hình vẽ đất nước mình ấy. Cháu xem này. Chỗ này là Hà Nội, là nhà chú. Còn hai chú chó mình hiện đang ở chỗ này. Còn Tây Nguyên ở xa không hả chú? Muốn biết bố đang ở đâu hả? Để đo đã. Vợ chú đo khoảng cách giữa chú và cô ấy bằng gì, cháu biết không? Đo bằng tóc. Cô ấy nhổ một sợi tóc rồi đặt uốn lượn theo con đường. Tóc vợ tớ cực dài. Tóc vợ chú cũng dài. Tóc cháu ngắn quá chú ạ. Cháu phải nối mấy sợi mới đủ đến chỗ bố cháu ở. Lớn lên chắc tóc cháu cũng dài và mượt đủ ạ. Quang đấy. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, muốn bắt kẻ đạo ngộ, tốt nhất phải có sự phối hợp tác chiến của người cùng đơn vị. Vâng, chính vì thế mà tôi xung phong và được cử đến đây. Và chính tôi là người đầu tiên phát giác ra những biểu hiện phản động của nó đấy. Chúng tôi là kiểm soát quân sự, nên chỉ có nhiệm vụ bắt lính đạo ngộ, chứ không xét xử hay kết tội họ. Việc ấy đồng chí cứ để tôi ạ. Tàu ra Bắc đêm nay có những chuyến nào? Lúc mấy giờ? Thời chiến, tàu xe làm gì có giờ với trả giấc. Kiểu gì thằng Quang cũng phải chờ đến tối mới dám mò ra ga. Tính nết nó tôi lạ gì. Đã hèn lại vô tích sự. Có mỗi một bài hát mà tôi phải dạy mãi nó vẫn không thuộc.
đồng đã hừng sáng, núi non xanh ngàn trùng xa, tổ quốc bao la hiền hòa, tươi thắm bóng cờ vươn bay trên cao, muôn trái tim này hòa như cùng ngàn lời ca trong sông lúa lấp lánh sao bay trên quân. Có kẻ gian đang hoạt động ở khu vực này, tổ chức được. À, hay quá, một chiếc xe của ta đã tóm gọn tên gián điệp. Đâu ạ? Đấy, thấy không, chiếc xe đang giảm tên gián điệp về trại giam. Mình chơi tiếp đi chú. Thôi, không hát hò gì nữa, cháu đi học đi kẻo muộn. Muộn thế nào được, khi nào có trống cháu chạy đến lớp vẫn kịp. Nhưng cháu ở đây chú sẽ bị lộ. Cháu biết chú rồi. Chú có nhiệm vụ quan trọng, nhưng chú sợ nắng nên chui vào bụi cây. Thấy tụi gián điệp thì chú sợ không dám bắt. Cháu về làng, cháu kể cho mọi người là chú sợ nắng, mới cả sợ gián điệp. Đủ, dừng lại chú bảo đã. Chú nói thật là chú có việc phải chờ đến tối để lên tàu. Cháu phải tin chú. Cháu mà về làng kể hết cho mọi người thì chú sẽ bị lộ, tối nay chú sẽ không đi được. Chú đã chót rồi, không quay trở lại được nữa. Nụ, chú xin cháu đấy. Đêm nay chú đi, thế bao giờ chú quay trở lại? Chú đi nhanh thôi, ngày mai, có khi ngày kia chú lại về với cháu. Sao người lớn hay nói dối trẻ con thế hả chú? Chú nói dối cháu bao giờ? Chú chả nói thật hết rồi còn gì. Hôm ở ngoài ra, bố cháu cũng nói là sẽ chỉ đi mấy hôm rồi về. Thế mà bố cháu đi mãi. Hay bố cháu chết rồi hả chú? Nói thế là nói gở, hiểu chưa? Nhưng bố cháu không thể chết được đâu. Vì bố cháu hứa, khi nào bố cháu về, sẽ làm cho cháu thật nhiều đồ chơi. Cháu nói đúng. Chắc chắn rồi bố cháu sẽ trở về. Còn bây giờ chú sẽ làm đồ chơi cho cháu. Cháu thích thì chú cũng làm. Con thuyền, chú làm cho cháu một con thuyền nhá. Trưa nay ngồi giã cua, cháu trông thấy cái muôi bơi, bơi trong chậu nước, giống con thuyền lắm cơ. Xong rồi, cháu xem này, con thuyền biết bay. Như cháu. Nhưng chú phải cho thuyền bơi ngoài biển chứ. Biển, ở đâu? Ở hố bom đằng kia kìa. À, đúng rồi, ta cho thuyền ra biển. Sao không đi hả nụ? Từ đây ra biển xa lắm, chú phải chở cháu cơ. Xa gì mà xa. Mà chở bằng gì? Bằng tàu hỏa. Đúng rồi, con thuyền nặng thế này mà hai chú cháu mình chở không mà đến Tết mới đến nơi. Tàu hỏa đến rồi. Xình xình. Đoàn tàu đặc biệt vào ga để đón khách ra biển. Xin mời hành khách nụ lên tàu. Ấy, đừng quên mang theo hành lý. Xình xình. Xình xịch, tàu chuyển bánh nhá, giữ chắc vào đây. Xình xịch. Sắp có núi, chú ơi, sắp có núi đây. Yên chí, tàu giảm tốc độ, vượt qua đỉnh núi thế này. Tới biển rồi.
biển rồi. Chú Quang ơi, biển bên kia là chỗ nào hả chú? Biển thì ở chỗ nào chả giống nhau. Không, cháu hỏi cái khác cơ. Bên kia của biển là nước nào? À, chú hiểu rồi. Nếu cho chú và cháu đứng là Việt Nam thì bờ bên kia là nước Mỹ. Nước Mỹ nhiều bom lắm. Thuyền ơi, về đi. Thuyền đừng sang nước Mỹ. Thuyền ơi, thuyền đừng sang nước Mỹ. Nhiều bom lắm. Cháu đừng sợ. Hay quá, chú ký được tiền rồi, cháu xin chú. Cháu đi học đây. Chú sẽ làm cho một cái khác đẹp hơn. Trong đầm gì đẹp bằng sen? Trong đầm gì đẹp bằng sen? Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Không chép bài à? Tớ viết thư cho bố tớ. Nhị vàng bông trắng lá xanh. Sao không để lúc khác? Tối nay chú tớ ra mặt trận. Nhị vàng bông trắng lá xanh. Thật đấy. Đúng chú tớ tên là Quang. Tại sao lại viết lem nhem thế này? Chữ sen em viết thế này là sai rồi. Sao cả tên nhất tớ thế này? Các em nhìn lên bảng xem cô viết mẫu này. Đẹp nhỉ, nhưng hơi ướt. Chú Quang hứa sẽ làm cho tớ một cái tên khác đẹp hơn cơ. Hay tớ viết thư gửi chú ấy nhá. Bố tớ cũng ở chiến trường. Không được đâu. Sao không được? Chú Quang chỉ ưu tiên cho tớ thôi. Không định nghĩ gì? Em đi tìm ít gỗ với cả dây thép để làm thuyền, thuyền đồ chơi ấy. Hả? Em nói thật đấy. Em đi tìm vật liệu để làm đồ chơi cho cái nụ. Nụ nào? Dạ, nụ Lê Thị Nụ, cao độ 8 tuổi, nhà trong làng đằng kia. Trẻ con lần sau không được tự tiện, cần gì thì phải hỏi chứ. Thôi chú đi đi. Cảm ơn chị. Này chú gì ơi, mấy người đeo băng đỏ vẫn đi tìm đấy. Chú liệu sao thì liệu, đừng có để kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Con có mày đi ăn đêm đâu phải Nụ, đứng lên. Sao đang giữa giờ học, em mang đồ chơi vào lớp. Đưa cô xem nào.
Em thưa cô, thuyền của chú bạn ấy gấp cho ạ. Không đúng, chính bạn ấy nói với em, chú bạn ấy tên là Quang ạ. Không phải. Nụ, nếu em không tự giác thì cô buộc phải nói với mẹ em. Ai bảo em lấy bài kiểm tra ra để làm đồ chơi? Tự em ạ. Không đúng. Em chưa làm như thế bao giờ. Chú Quang là ai? Nụ, cô hỏi em phải trả lời. Chú Quang là ai? Thưa cô, em không thể nói được ạ. Vì sao không nói được? Vì là bí mật quân sự ạ. Mặt cho bố nhỏ nhẹ thế này khó lấy vợ lắm đấy con ạ. À. Anh ơi, anh em sẽ là con gái gì mà vô duyên, cuộc cày chỗ khác không có đất xấu hổ. Nào, mẹ cũng như mẹ con ở nhà biết gì mà ngượng. Bố xuống mẹ dội cho. Nào con. Ông có vào xem này, nó có cái nút rời đỏ. Nó biết thằng Hùng nhà tôi đây. Chả dấu gì, tôi là tính bên cánh đàn pháp. Dạ, cũng đã từng vào sống ra chết, nhưng chưa thấy ai dũng cảm với đồng chí hôm nay. Bác Bình nói đúng đấy. Anh bộ đội ơi, tên anh là gì? Cho chúng em biết để con tìm hiểu chứ. Con này vô duyên. Chết thật, xuyến lại kể quên. Xin đồng chí cho biết quý danh. À, dạ, cháu tên là Quang ạ. Đề nghị cả họ đàng hoàng nữa. Vâng, cả họ là Trịnh Ngọc Quang. Cả địa chỉ nữa, chúng em còn viết thư. Tôi ở đơn vị tiểu đội 2, trung đội... Đấy, đọc chậm chậm để tôi còn ghi. Người anh hùng như đồng chí, thế nào chúng tôi cũng mời giấy về đơn vị.
đề nghị cấp trên khen thưởng cho đồng chí. Vâng, địa chỉ của cháu tiểu đội 2, trung đội 1, đại đội ấy không được. Cháu xin bác đừng viết thư cho đơn vị cháu. Cháu có công trạng gì đâu ạ. Tôi hiểu rồi, người anh hùng nào chả khiêm tốn. Cháu có phải là anh hùng gì đâu ạ. Người lính nào trông thấy dân gặp hoạn nạn mà chả làm như cháu, được bà con dân làng quý mến là cháu vui lắm rồi. Thưa đồng chí Quang, cho phép tôi được thay mặt bà đề nghị bà con cho chúng tôi làm nhiệm vụ. Có nhời, cảm ơn đồng chí. Mời đồng chí theo chúng tôi lên xã đội, việc quan trọng, đề nghị khẩn trương lên trọng. Dạ. Tôi là Hồng, xã đội trưởng. Em là... Chúng tôi biết rồi. Không có việc gì xảy ra trên địa bàn xã này mà tôi không nắm được. Thưa toàn thể chị em dân quân, hôm nay chúng ta vinh dự được đón tiếp đồng chí Quang, một chiến sĩ vừa từ chiến trường trở về. Báo cáo tôi. Ban chỉ huy xã đội chớp được thời cơ có 102, cho người mời đồng chí Quang về đây để chị em có điều kiện học hỏi kinh nghiệm chiến đấu, rèn luyện và tu dưỡng. Xin mời đồng chí. Đừng ngại, ở đây toàn chị em chưa cua gia đình. Báo cáo thưa, tôi chưa bao giờ... À đúng rồi, chưa bao giờ phát biểu trước đám đông người cả. Có phải ai sinh ra cũng được đào tạo để diễn thuyết đâu. Đã vậy tôi đề nghị chị em ta cần hỏi gì đồng chí Quang thì cho ý kiến. Tôi xin hỏi, trong cuộc chiến đấu đối mặt với kẻ thù ngoài mặt trận, đồng chí làm thế nào để tiêu diệt được chúng nó? Tôi đã... Thực ra thì mình không bắn nó cũng bắn mình. Đồng chí Quang vừa nêu lên tư tưởng chỉ đạo hãy nhắm thẳng quân thù mà bắn của liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân. Khi đối diện với kẻ địch, chúng ta không được phép đắn đo băn khoăn. Nào, mời các đồng chí khác. Khi sử dụng súng 12 ly 7 bắn máy bay địch, theo kinh nghiệm của đồng chí, ở góc tà và khoảng cách nào thì đạt hiệu quả cao nhất ạ? Tôi không biết, tôi mới chỉ dùng súng AK thôi. Tôi có ý kiến, khi bắt tù binh là lính Mỹ, ngoài những câu hand up hay arm down, đề nghị đồng chí dạy thêm cho chúng tôi một số câu tiếng Mỹ hay dùng nữa ạ. Cái này tôi chưa học. Anh kiêu tốn quá nhỉ. Có mà hơi kiêu chứ anh Quang đã từng ở chiến trường. Mẹ chỉ được nghĩ vớ vẩn thôi. Có khi anh ấy chỉ biết tiếng Meso thế này nhỉ. Đồng chí Quang ở bộ binh, chứ có phải ở phòng không, phiên dịch hay quân y đâu mà trả lời hết được. Đề nghị huấn có trọng tâm hơn. Xin hỏi đồng chí Quang, để có sức khỏe tốt thì phải rèn luyện thế nào ạ? Thế mà cũng phải hỏi, ăn nhiều thức lớn. Sao các đồng chí lại cười? Tôi thấy đây là vấn đề nghiêm túc. Không có sức khỏe tốt thì không thể chiến đấu tốt được. Để chuẩn bị vào chiến trường, các đồng chí có biết tôi phải rèn luyện thế nào không? Phải đéo như khối đá ông tô khoảng thế này này. Lúc đầu nặng chừng 20 cân, rồi 25, 27 cân. Hàng ngày đeo khối đá hành quân rèn luyện ít nhất là 20 km. Khối đá tuy có nặng, đường hành quân tuy dài, nhưng đó chưa phải là điều mấu chốt. Điều quan trọng nhất là gì các đồng chí có biết không? Đó chính là ý chí và kỹ thuật. Lưng không được cong quá, cổ không nên dướn nhiều về phía trước, như vậy sẽ gây ra tình trạng chóng mỏi. Đầu không được nghĩ bao giờ mình sẽ về đến đích hoặc đã đi được bao nhiêu km rồi nhỉ. Vì nghĩ như vậy sẽ làm nhụt ý chí của chúng ta. Còn điều này nữa cần phải nhớ, ấy là không nên uống quá nhiều nước. Mồ hôi ra sẽ làm ta chóng mệt. Vấn đề cuối cùng là chiếc gậy trừ sơn. Nó là người bạn của lính. Khi nghỉ giải lao, gậy dùng để chống ba lô cho đỡ nặng. Đằng nói là phải cẩn thận. Gậy cùng với hai chân ta tạo thành thế chân kiềng vững vàng hơn bao giờ hết. Khi hành quân, chiếc gậy trường sơn sẽ giúp ta thêm chắc chắn tiến thẳng về phía trước. Tôi vừa trình bày xong, các đồng chí có hiểu không nhỉ? Cảm ơn đồng chí. Ông anh coi vậy mà đào hoa, được hẳn cả mấy chục em dân quân ngưỡng mộ.
cũng giống như hồi mới hết chiến tranh. Có một nông trường, toàn là chị em thanh niên xung phong chuyển sang, vậy mà chỉ có mỗi mình giám đốc là đàn ông. Nghe nói lúc về hưu, ổng có đến cả một tá con, trông cứ lít nha lít nhít. Hồi còn chiến tranh, người ta đứng đắn, chứ đâu làm nhiều chuyện tầm bậy như bây giờ, phải không chú? Đúng, khi đó mọi người đều hướng ra tiền tuyến, tất cả đều chiến thắng. Tôi từ thân phận một thằng lính đảo ngũ, đang chui lùi trốn tránh, bỗng chốc được ca ngợi như một người anh hùng. Sở dĩ có sự ngộ nhận đó, bởi vì ở vào thời buổi ấy, hình ảnh anh bộ đội, anh giải phóng quân đẹp lắm, hùng dũng và thiêng liêng lắm. Ngay cả cô cháu gái tò mò và nhõng nhẽo này cũng còn bị nhầm lẫn cơ mà. Rồi sau đó anh có thoát được không? Vậy cậu quan niệm thế nào là thoát? Thoát khỏi sự truy lùng của đám cảnh binh, hay là thoát khỏi hoàn cảnh chớ trêu, đi không được mà ở cũng không xong của tớ? Ý em hỏi là cuối cùng anh có chuồn được về Hà Nội không? Thật tình lúc đó tôi không còn muốn đi tiếp nữa. Cần một ngày chui lụt đã quá mệt. Rồi gặp gỡ, tiếp xúc với những người dân vùng quê ấy, nhất là với cháu, làm chú nhận ra rằng thân phận một kẻ đào ngũ là hết sức khốn nạn. Mà khốn nạn nhất là cứ phải nói dối, nói dối suốt một ngày. Vậy mà có người cứ nói xạo từ chập tối tới giờ đó chú à. Ai? Ai nữa? Người cứ luôn miệng khen tôi nhảy đẹp đó. Vậy là em buộc anh phải nói xạo lần nữa đó nha. Nào. Hồi đó chú phải nói xạo là do hoàn cảnh chiến tranh thì cũng chấp nhận được, có phải không chú? Cháu nói vậy tức là đã tha lỗi cho chú. Cho mãi đến tận sau này chú vẫn cứ ân hận là đã lừa dối cháu. Có lẽ vì thế mà hôm đó chú đã cố hết sức làm cho cháu một con thuyền thật đẹp. Cháu có thích con thuyền đó không? Có chứ ạ. Chú liều ghê cơ, dám bò vào tận ga để tìm vật liệu. Suýt nữa bị bắt đấy. Nhưng cháu có công nhận, nhờ có dây thép buộc mà đế thuyền rất chắc chắn không? Vâng, cả cái mui thuyền nữa. Chú làm bằng tre nên rất cứng. Sao lại bằng tre? Bằng vỏ thùng lương khô Trung Quốc chứ. Vâng, đúng là thùng lương khô Trung Quốc. Sáng mà có thời gian, chú làm cánh buồm còn đẹp nữa. Cái thuyền có cả buồm nữa hả chú? Lâu quá rồi, cháu quên mất. Hồi đó cháu còn bé lắm, cao độ 8 tuổi. Mà khi người ta còn nhỏ thì hay quên. Ngày hôm đó tuy bao nhiêu sự việc đã xảy ra, nhưng chú vẫn nhớ đến lời hứa với cháu. Đó là con thuyền, con thuyền mà cháu vẫn mơ ước. Sao lúc nãy anh nói phải về đơn vị ngay cơ mà? Tôi đã hứa với một cháu bé ở bệnh xá, cô cầm giúp tôi cái thuyền để tôi đèo cho. Không được, chồng xã đội trưởng đã giao nhiệm vụ cho em rồi. Mà anh chẳng phải lo, cả trung đội có em là khỏe nhất. Anh biết không, em á, em còn đèo được cả tạ thóc ấy chứ. Sao lại ra ga? Tôi mới đến bệnh xá cơ mà. Đi đường này gần hơn. Còn lại ngay cô Thắm. Ơ kìa, không đi được ga nữa, nguy hiểm. Sao thế hả anh? Đường qua ga ngắn hơn những 2 cây số. Tôi bảo quay lại là quay lại. Cô không thấy trời vẫn còn sáng à? Ga là trọng điểm, địch có thể ném bom bất cứ lúc nào. Anh cảnh giác thật đấy. Thế nào chúng em cũng tìm gặp lại anh để học hỏi thêm kinh nghiệm. Các cháu thế nào rồi hả chị? Những cháu bị sức ép đã được cấp cứu hồi sức. Nói chung không có gì là nguy hiểm cả chú ạ. Còn cháu Nụ? Bác sĩ nói cháu chỉ bị trúng nhẹ. Em muốn chia tay cháu. Cháu dậy nhờ chị chuyển cho cháu, em phải đi ngay kẻo muộn.
Đứng lại, nếu chạy tôi sẽ nổ súng. Chết đến đít rồi mà mày còn hát đúng nhà gớm nhỉ. Ở đây là bệnh viện, đề nghị đồng chí nói nắng cho nghiêm túc. Đi. Chú Quang ơi, chú Quang. Cháu đây, cháu Nụ đây. Ai đó? Một cháu bé tôi mới quen, bố cháu cũng là bộ đội. Tôi đề nghị, tôi xin các đồng chí cho tôi được chia tay với cháu. Tôi chót nói dối cháu là đang đi làm nhiệm vụ. Mong các đồng chí đừng để cháu thất vọng, mất lòng tin vào người lính. Một phục tôi để nhá. Rắc rối quá. Tự nhiên cháu tỉnh dậy, cháu thấy con thuyền, cháu biết ngay là chú đến thăm cháu. Chú đến để chào cháu, chú phải đi bây giờ. Sao gấp thế hả chú? Đến đêm mới có tàu cơ mà. Nhưng bây giờ các chú cùng đơn vị đã đến đón, nên chú phải đi ngay. Cả ngày chú mới ăn có 3 củ khoai. Chú đói, không làm nhiệm vụ được đâu. Hay cháu lấy chuối cho chú ăn nhá. Ấy, các chú đến đây cũng là vì việc đó. Biết chú Quang cả ngày vất vả, nên hai chú đến đón chú Quang đi ăn cơm chiều. Bộ đội ăn khỏe lắm, chứ mấy quả chuối của cháu làm sao mà no bụng được. Tôi nói vậy có đúng không mà đồng chí Quang? Chú đi nhé. Cháu ở lại. Ngoan. Học giỏi nhé. Anh đóng kịch giỏi lắm, làm cô bé cứ tưởng thật. Cảm ơn. Ơ người gì, nghĩ rằng bằng kiểm điểm đi là vừa. Ơ sao lại kiểm điểm? Ê, tội của nó là phải đưa ra tòa án binh, tước quân tịch, đuổi về địa phương. Cái đó còn tùy. Ơ sao lại tùy? Đồng chí không được cùng đơn vị nếu không hiểu rõ bản chất phản động của nó. Khi mới nhập ngũ thì lười biếng, trễ nải luyện tập. Lúc được tin chuẩn bị lên đường đi B thì can tội tổ chức đảo ngũ. Điều nguy hiểm hơn là nó đã mang sẵn tư tưởng phản bội. Chính tôi phát hiện trong tư trang của nó một chiếc khăn tay màu trắng. Nó dùng cái đó để làm gì? Nếu không phải là để làm cờ xin hàng, xin triệu hồi. Mày, mày không có gì để hát được thế. Tao chưa có khốn nạn như mày đi đâu. Chẳng qua, tao định tham gia vài ngày trước khi đến chiến trường. Mày định thanh minh cho nhẹ tội hả? Mày đưa chạy mắt thánh hả? Đừng đua với chúng ta. Nếu cấu mày làm sao, thì cả tôi là đồng chí, hay làm bằng kiếm điệp đó. Yên tâm đi. Cái ngu gì mà giết nó lúc này? Chỉ tổ bẩn tay thôi. Loại người như thằng này cho về địa phương chỉ tổ làm lung lạc ý chí của nhân dân. Còn ra chiến trường á thì hèn nhát, phản bội. Rồi các thủ trưởng cấp trên sẽ tìm được chỗ thích hợp cho mày. Cô tìm đồng chí Quang có việc chi? Còn việc gì nữa? Ngoài việc tình cảm hậu phương với tiền tuyến. Anh đi rồi, em mà nhớ là không hỏi địa chỉ của anh đấy. Vâng. Quá chiến trường mà anh không có người quen chứ. Em tặng anh cái này là kỷ niệm. Anh còn lợi chúng em nhiều lắm không? Anh ơi, các cô thì buồn cười quá nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi tôi đã trả lời hết rồi còn gì? Thế thế nào được? Anh cho em xin chữ ký để về làm kỷ niệm. Anh còn chưa dạy cho chúng em bài hát mới nào luôn nhá. Bài hát thì thiếu gì? Cô nào thích tôi dạy cho. Anh ơi, anh có biết bài Chiếc Gậy Trường Sơn không? Bài nào anh cũng thuộc. Anh là Tiến, quản ca của đại đội. Này, muốn tôi nói bài thật nhé. Trường Sơn hả? Bài ấy là danh ca số 1 của Trường Sơn đấy. Cô nào thích hát múa thơ ca cứ ra mà hỏi. Còn cậu đeo băng đỏ là dũng sĩ diệt Mỹ chính hiệu, bom vui hàng chục trận, công sức của mảnh ra
quân. Kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Chuyện cho tinh thần chỉ là tiến không lui. Chú gửi thư. Thư gì? Thư cho bố cháu. Chú Quang, tao nói cái gì thế? Chú nhầm rồi, tàu ấy đi ra Bắc cơ mà. Cháu làm chú đau à? Thế chú định chặn đoàn tàu lại à? Sao cháu lại nghĩ thế? Bởi vì nó đi sai đường. Đáng nhẽ nó phải đi đường này cơ, đúng không hả chú? Cháu nói nhiều quá đấy. Thế là bố cháu nói đấy chứ. Bố cháu bảo là tàu hỏa để chở bộ đội, thóc gạo với cả súng đạn vào miền Nam. Điều đó chú biết rồi. Là bố đội. Thế tại sao chú lại phải trốn? Tại sao? Chú đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi. Chú có việc riêng, không được để lộ, hiểu chưa? Thế còn... Cháu rắc rối quá, thôi đi về đi. Thế nào? Đỗ. Đừng để chú phải nói nhiều. Cháu xin được ở lại để chia tay chú. Cháu hứa sẽ không nói nữa. Nụ, nghe chú nói đây này. Cháu không thể ở lại đây thêm một phút nào được nữa. Vì khuya lắm rồi. Còn muốn chia tay thì chờ lần sau chú quay lại. Chia tay thoải mái, được chưa nào? Thôi đi đi, nhớ bóng ra đằng sau, đừng để ai trông thấy. Tàu nào sắp về đó hả đồng chí? Tàu Nam. Dù sao thì vẫn phải cẩn thận. Cái thằng Quang này thì nó lão cá lắm. Bắt được rồi mà nó còn tẩu thoát. Chú Quang, chú là người không tốt. Cháu biết hết cả rồi. Chú bỏ trốn, chú nói dối. Chú không làm nhiệm vụ, không đi chiến trường. Thank you.
vào đã. Lụ, chú không nói dối. Chú không hèn. Chú sẽ vào chiến trường. Tôi xuống đây. Chú sẽ tìm bố cháu. Chú thề. Chú không ngờ lại gặp cháu ở đây. Về nhà đi Nụ. Cuộc sống này không phải là của cháu. Chú không có nhiều. Cháu hãy cầm lấy, mua vé tàu rồi quay ra Bắc. Chuyện chú kể cho cháu rất hay. Nhưng chú nhầm rồi. Cháu không phải là Nụ. Tôi không nhầm đâu. Chuyện của ngày hôm nay có thể tôi không nhớ. Nhưng chuyện của quá khứ, nhất là những kỷ niệm thời lính, thì không bao giờ tôi quên. Cháu đang cố tình không muốn nhận ra tôi phải không Nụ? Vào chiến trường, chú đã nhờ chuyển bức thư của bé Nụ theo đường giao liên. Khi người cha nhận được thư, chắc ông ta không thể tưởng tượng nổi bây giờ bé Nụ của ông sống ra sao và làm gì. Chú đừng nói nữa. Ông dùng thêm chi à? Cho tôi 3 củ khoai nướng. Dạ nhưng mà nếu không có khoai thì thay bằng sắn. Sắn sống cũng được. Xin ông cảm phiền. Ở đây chúng tôi không. Ông quả là người vô tính. Thế thì cho tôi cà phê đá. Dạ. Còn cháu uống gì? Nè, cho nhờ chút xíu. Ok. Bố cháu hy sinh ở Xuân Lộc tháng 4 năm 75. Sau chiến tranh vài năm, mẹ cháu lấy chồng khác. Và cháu có thêm 2 đứa em nữa. Hồi đầu năm ngoái, cháu vào tìm mộ bố cháu. Nhưng không được. Rồi cháu ở lại thành phố này. Không muốn về quê nữa. Ở lại để làm cái nghề này à? Có thể chú chưa hiểu tụi cháu. Công việc này chỉ là phương tiện. Cháu muốn nói là cháu làm ở đây chỉ là tạm thời. Ừ. Cháu còn nhớ không? Sau đây, theo yêu cầu của một vị khách rất đặc biệt, chúng tôi xin mời các bạn thưởng thức một nhạc phẩm cũng rất đặc biệt. 1, 2, 3. Chú nhảy lên nhảy cháu. Chú không biết nhảy. Em cứ lên đây. Chẳng nhảy sao chú nhảy như vậy.
Thế là chỉ hai ngày một đêm nữa là nụ về đến quê. Tôi phải thuyết phục mãi cô ấy mới chịu đấy. Vậy có nghĩa là cũng quý dành để lắm đó. Chứ vào địa vị em không có chịu đâu. Về quê lấy gì mà sống? Ruộng ít, người đông, làm tối mặt tối mày, mà còn lũ lụt, hạn hán tùm lum nữa chứ. Cậu này hỏng quá. Quê hương dù sao vẫn là quê hương chứ. Thế hệ các cô các cậu bây giờ kiếm tiền dễ quá, sướng quen rồi, chẳng phải lo lắng nghĩ ngợi gì nhiều. Anh nói như vậy là chưa hoàn toàn hiểu hết lớp trẻ tụi em. Thiệt chứ. Làm chi mà cuồng lên nữa. Kể xem cuộc chia tay ngoài ra thế nào. Thôi tao đang vội. Hôm nay thì Thiệp vắng đáp môn trước học đó. Để khi khác tao sẽ kể cho tụi bay nghe về chú Quang. Tôi nghiệp tụi nữa. Bị lừa mắng biết. Sao mày lại cư xử kiểu đó hả Hương? Vì chú Quang quá tốt. Chú ấy tìm mọi cách để đưa bé nụ của chú trở về quê. Nên tao không muốn làm chú buồn. Chắc gì ổng đã buồn. Nếu biết rõ, nụ không phải là mày. Thế ai bảo với chúng mày rằng tao không phải là nụ?